Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi thu hoạch rau tía tối nằm á, nó lên nó rụng hột, nó lên nguyên một đám như vậy nè. Giờ mình sẽ đi thu hoạch. Đây, tía tô mình cắt rồi nè, ăn non như vậy á, rất là ngon, mềm, thơm, đụng vô lá nó thơm lắm. Này mà ăn bún riêu nhờ má nhờ. Riêu thịt nướng, cuốn bánh tráng. Wow, cái lá nè. Đây. Trời ơi, giống như là lá, giống như là bẻ chuối. Lá này lá cải bẹ xanh á. Sợ. Đây. Ui, cái lá này nữa to. Đó. Che mặt to. To quá trời to. Má tới má cắt rau cải bẹ xanh. Đây, cải bẹ xanh của mình đây. Đang cắt nè. Cái rổ này lớn lắm á, mà nó to hơn cái rổ mình luôn nè. Này mình cứ tước lá mình ăn thôi, bắt đầu là nó lên cái lá mới là mình ăn tiếp. Cắt nhổ cái cải này đi để cho nó. Dạ, nhổ cái cải đi để cho nó lên lên cây bầu á. Ừ, nè, cái trồng bầu cao lắm nè. Thấy chưa? Trồng cây bầu trong đó mà nó cớm quá đi. Ừ, trồng nhiều quá nè. Cái cải lớn quá trời rồi. Đấy, cái bầu cao gì đó nè. Ồ, cái bầu nó cao quá rồi đó. Ừ. Giờ bắt đầu nó leo rồi. Đúng đó, nó chứ leo, nó lấy cây cắm. Lấy cây cắm rồi. Đó, cái bầu đẹp không? Cái cải này, hai ổ đây. Mình lên được nhiều đầy rồi. Hình như nó đang sắp sửa ra bông rồi nè. Mắt có bông rồi nè. Bớt cho nó cây, mấy cây đi nó to. Quá cắt một nồi canh một cây cải quá. Cái lá nào xấu xấu già già bỏ cho gà. Có lá nào xấu đâu. Không có lá nào xấu hết hả? Không có lá xấu. Lá xấu là lá nó già chút thôi. Già này bỏ cho gà nó ăn. Nhà này không có bỏ gì hết á. Đây cái này nè, cái này là cho gà nè. Này lá xấu lá già cho gà cho ngỗng ăn. Còn lá non thì người ăn. Cho nên trồng rau ra là không có bỏ một thứ gì luôn, chỉ bỏ cái gốc thôi. Cái gốc cũng không bỏ nữa, cái gốc mình bỏ vô thùng compost mình làm phân. Đấy, sang năm cái là mình lại trồng cái khác. Ôi, cái cải này nó quá trời luôn, một mình đó là tại vì trồng một mình nó đó, quá trời luôn, cho nên nó to đó, nó lớn đó. Lá tía, cây tía tô là bông nó bay là chỗ nào bay là chỗ đó nó lên. Đây, trồng chung với lại đậu Hòa Lan. Đó, đậu Hòa Lan nè các bạn. Hòa Lan nó tốt quá trời luôn, nó đang ra bông rồi. Đang ra bông quá trời nè. Nó leo lên đây tới đây rồi đó, sắp sửa có trái ăn rồi đó. Nó ra trái rồi nè má nè. Ừ, nhiều trái quá rồi đó. Nè. Đang ra trái non rồi nè. Này là chừng tuần tới là có trái anh rồi. Bông của nó bự quá trời luôn nè, thấy không? Cái đọt này cắt vô ăn ngon lắm á. Này xào. Trời ơi, xào là hết sảy luôn á. Đâu để nó ra trái anh chứ. Mình ngắt đọt đi rồi nó ra mầm khác, nó ra trái không? Đừng ngắt ổn. Ngắt ổn. Trời ơi, cái lá này nó bự à. Ồ, bự bằng tay của mình luôn á. Bự bằng bàn tay của con luôn má. Đây các bạn, đây mình cắt được nhiều đầy rồi nè. Đó. Có một chút xíu, đám nhỏ xíu rồi mình cắt quá trời luôn rồi nè. Thấy nó lớn không? Đó, ngon không? Tốt, tươi quá trời luôn nè. Này ăn ngon luôn. Đây một rổ rau rồi nè. Trời ơi. Ôi trời ơi, một rổ rau lớn. Chia cho mỗi người ít ăn. Một rổ rau to luôn. Ăn không hết đâu. Này phải ăn tới mấy bữa. Này đi chợ. Rau đi ăn nè. Đi chợ khó tìm. Cây su su của mình nó lên được nhiêu đây nè. Đó, cây su su. Cây bầu. Keo.
hành, tỏi. Đây hành mình trồng nè. Đó, hành trồng quá lớn vậy đó. Đây là khoai tây. Đây cũng một cây bầu nữa nè. Năm nay nhà nhiều bầu lắm bà con ơi. Đụng chỗ nào cũng bầu hết á. Trái strawberry của mình được mấy trái à. Này tại mình trồng đây hồi năm ngoái mà mình trồng mình không có tưới phân gì trong này hết, mình tính bỏ đi, mình không có trồng trong đây nữa, mà không ngờ trong này trái nó quá bự luôn. Này là củ cải. Củ cải này để giống cho nó ra bông, mình lấy hột. Đâu kiếm cái rau sam này. Rau sam này ngon lắm á. Trời ra nè. Rau sam này cũng tự nó lên luôn. Rau sam này tự lên luôn nè. Mình không có trồng nè, năm nào nó cũng lên hết. Có rau muống mình trồng mà nó sao nó èo ọt quá. Rau muống nó khó lên. Rau muống này chắc phải trồng trong chậu á, tưới nhiều nước. Cả đống kìa. Rau dền nè, cái cầm với rau cầm. Rau dền này cũng tự động nó lên luôn. Hôm qua nhổ mớ rau dền đây nè. Đây, ngò. Lại ngò. Ngò rí nữa. Ngò thì măng. Ngò này. Này cắt ăn này nè. Mình cắt rồi, giờ bắt đầu nó lại lên lại nè. Đây. Đó. Cho bà tư. Măng tây này rụng hột nó lên không à? À. Trời, sao nhà mẹ mới gieo nó không lên? Tại hột nhà con nó già rồi. Kỳ quá. Này là cắt rồi nó lên không? Cắt là lên nữa, con tính nhổ lên hết á. Mà tại vì nhiều quá. Ăn không hết. Trời, ăn không hết, ăn không kịp là để nó già. Rồi, cá coi. Ôi trời ơi. Đã không bà con? Đây bà con cái ăn đây. Ơi. Quá. Cắt cả cây gì vô đây hết mẹ luôn. Cái mầm. Cái mầm nào à. Anh đi cắt hành đi. Ơi đi cắt hành đi. Này, hành tây nè, của bự không? Hành tây. Nó ra bông mình cắt cái bông bỏ đi. Đây là hành tây mà màu tím nè các bạn nè. Lá này. Hành lá này mình cứ cắt là mình ăn là nó tự động nó lên. Đây. Hành lá này. Cứ cắt ăn là nó lên thôi. Không có nhổ cả cây, mình cứ cắt lá mình ăn vậy đó là bắt đầu nó lên lại. Đây cũng hành mà nó ra bông rồi này. Đây, mình cắt cái đống cái cọng hành này đi. Đây nó đang lên cây măng này. Bữa giờ ăn măng tây cũng nhiều lắm rồi nè, cây này nó lớn nè. Gốc hành nó to không? Nè, coi cậu hành bự không? Bự hơn ngón tay của con nữa nè. Thấy không? Cắt không? Thôi, đừng cắt, để cho nó lên đi. Cắt nó uổng quá. Uổng. Chứ giờ để cho ra bông à? Ừ, để cho nó ra bông. Đây, cái măng này nữa nè. Măng này bẻ đi nè. Cho nó lên á. Coi còn cây nào không? Ủa, màu đúng rồi. Đây, cây rau dền nè. Đó, nó bay hột nó cũng lên tùm lum luôn. Chỗ nào nó cũng lên hết. Mà trồng mà xen kẽ như vậy nè, nó không có sâu. Trời ơi, cái lá này nó to quá trời luôn nè. Nè. Bự quá trời luôn. Lớn ơi, lớn luôn. Cộng lớn quá trời luôn nè. Tốt dễ sợ chưa. Này, bà cắt hẹ nè. Chủ dựa rau cắt hẹ. Ừ, tốt chưa. Mấy gì mày đụng đánh trứng vô. Đánh trứng nó đổ chè cà chua nó mọc dưới kia cà đống kia kìa. Con đâu có đi mua giống cà chua làm gì. Ừ. Nó không cần ương. Cứ vậy là để nó tự động là nó lên thôi à. Cái rau chua này bữa nay cũng quá trời rồi nè. Cái rau chua là bữa bứng trên nhà má về trồng nguyên bụi á. Trời, bữa nay nó lên quá trời luôn. Này xà lách. Đây rau xà lách tía. Kia là tỏi voi. Để hốt mình là thu hoạch á. Sẽ nhổ lên cho các bạn coi nha. Đó, nguyên một đây là chiến lợi phẩm nè.
chợ này hết nhiêu ta? Đi chợ bằng này rau là nhiều tiền lắm á. Nhiều tiền lắm á. Ăn không kịp á chứ. Đây, mát nữa. Bưng bằng đó mà bưng không nổi kìa. Bưng cái lâu mà không bưng nổi luôn. Mình thao rau to mà bưng không nổi kìa. Bưng không nổi luôn á, để cho bà già bưng nặng quá. Đó, đi thu hoạch là phải bưng dậy chứ. Để cho bà già bưng nặng muốn chết à. Đó, bỏ gì nữa không? Rau nè. Trời ơi, đó. Chắc bưng mấy cây keo nó thêm mấy cây keo. Giờ đi là đi chợ. Đi chợ mình nói vừa được ăn, vừa được bứng đưa về chồng nữa nè. Bún húng ngoài chồng nè. Đây ngò nè. Nguyên bịch ngò. Rồi đây này hành. Này rau cải cúc nè. Nguyên bịch rau cải cúc nè. Đây vừa húng rồi vừa tía tô trong này nè. Đó. Ha hồ ăn. Đây các bạn. Đang má đang bỏ vô cái bịch trắng bự thịt bự nè, đổ bánh xèo đó. Này ăn bánh xèo. Mai cái, mới mai mới thứ 6 à. Cái lá ăn bánh xèo còn cái cộng bà muối dưa. Thứ 7 thì mấy bà đến ăn bánh xèo. Nếu mà Dung tới đổ bánh xèo ăn. Dễ sợ luôn. Này quạt được nè. Làm cái quạt quạt gì cái khi là nó nói thôi. Dễ sợ luôn. À, một bao đây. Một bao to luôn. Quá rồi. Đi không nổi. Đi không nổi. Nó nặng quá vác không nổi. Đó. Vác lên. Vác lên nè. Trời ơi. Nguyên bịch rau này bà con ơi. Chiến lợi phẩm của bà đó. Chưa? Rau nè. Dễ sợ luôn. Như đây không biết mua bằng nào tiền. Bà chủ vườn rau á. Đủ thứ rau nè. Đó, nguyên bịch nè. Ăn không hết đâu. Ừ. Chưa? Ăn rác không nổi á. Đấy. Rồi rác lên. Rồi. Rồi quát ra xe. Cái kia để mày cầm. Đi. Đây là cái vườn đằng sau đó. Này là bác là xe đó. Đây con ngỗng nó kêu nữa nè. Đấy chuồng ngỗng nè. Thôi video dài rồi. Mai mốt mình thu hoạch rau củ quả nữa mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Nếu các bạn thích thì các bạn nhớ bấm like, share, chia sẻ cho người thân cùng coi nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.